Trà lưu xe thể thao với phần mùi mở rộng, thậm chí không có kính chắn gió phía trước cũng như kính cửa sổ hai bên gần đây được các hãng xe nổi tiếng liên tục ra mắt có thể kể đến những cái tên như là McLaren Enva, Bentley Bacala, Aston Martin V12 Spitter hay Ferrari SP Monza. hãng xe đi đầu trong xu hướng trên với mẫu xe concept S ra mắt năm 2005, vốn dựa trên chiếc Gallardo hay siêu phẩm Aventadori độc nhất thế giới ra mắt vào năm 2012. Dịp cuối năm nay, Lamborghini vừa tiếp tục ra mắt một siêu phẩm mui trần 100% và chỉ dành riêng cho một khách hàng duy nhất mang tên gọi Lamborghini SC20. Lamborghini SC20 được chính đội ngũ chuyên phụ trách đua xe của hãng Squadra Cosa chấm mút cùng chủ nhân ẩn danh của chiếc xe. Mặc dù có thiết kế thuần túy như một mẫu xe dành cho đường đua với không gian nội thất mở, Lamborghini SC20 vẫn được phép lưu hành trên đường phố, là cỗ máy đầu tiên của Squadra Corsa được phép chạy ngoài đường đua. Phần đầu xe với cánh lướt gió cản trước và hốc lấy gió trên nắp capo được lấy cảm hứng từ mẫu Huracan GT3 Evo, trong khi phần thân xe khá tương đồng với mẫu Xcera SCV12. Cánh lướt gió sau kích thước lớn có khả năng điều chỉnh 3 mức độ là lâu, Medium và Hilux cho phép người lái tùy chọn được lực ép xuống mặt đường. Hệ thống đèn hậu của xe nổi bật với thiết kế hình lục giác đặc trưng, một điểm tương đồng nữa với mẫu xe xuyên FKT37. Hệ thống ống xả của xe dạng hai ống được đưa lên cao, bên cạnh là các khe khuếch tán lớn giúp ổn định dòng không khí phía dưới gầm. Tổng thể ngoại thất của Lamborghini SC20 mang màu sơn trắng Bianconfu với các họa tiết tương phản màu xanh Blue xếp ớt. Trong khi đó, nội thất của xe là sự pha trộn giữa màu da trắng Bianco Leda và đen Nero Cosmos, các chi tiết thân xe và khung sườn khoang lái, bảng điều khiển, ốp bệ cửa, tựa tay trung tâm, vô lăng được làm thủ công từ sợi carbon nhằm tối ưu cho quá trình vận hành, ghế ngồi trên xe cũng được làm từ sợi carbon với bề mặt là sợi Alcantara và da cao cấp SC20 vẫn giữ được thiết kế mở cửa cắt kéo truyền thống. Lamborghini SC20 sử dụng khối động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất là 770 mã lực và mô men xoắn cực đại là 720 Nm. Sức mạnh này được truyền xuống mặt đường thông qua hệ thống dẫn động bốn bánh. Lamborghini SC20 được trang bị bộ lốp hiệu suất cao Pirelli P Costa với mâm được làm từ hợp kim nhôm, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau. Mức giá của chiếc SC20 không được Lamborghini tiết lộ, nhưng ngay cả các đại gia cũng không cần phải quá quan tâm với con số này, vì dù sao chiếc xe này duy nhất cũng đã tìm được chủ nhân cho mình, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với mẫu xe thương mại Aventador SVJ. quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là video giới thiệu siêu phẩm mua trần không kính độc nhất mới được lamborghini ra mắt cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tạp chí siêu xe